Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Thái Châu Phi. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 30, 31 là anh Hoàng với là chị Lễ về. Nhưng mà bây giờ là tình hình là sẽ hoán lại, không về được. Tại vì Nhật Lễ sáng giờ, là tối qua giờ là sốt. Cái này là bị sốt rét nha mọi người, sốt rét cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ ăn uống cháo rồi uống thuốc, tầm chiều là đưa lên thành phố để khám và cũng như là truyền nước cho nó khỏe. Thì bây giờ hủy vé nha mọi người, hủy vé. Bây giờ ốm như này, sốt như này không về được. Đây anh Hoàng sáng giờ là nấu cháo đi. Đấy, hay là giả lừa. Hả? Giả vờ ốm để ấy. Đúng rồi, Lễ ốm thật đấy, nhưng mà em dai cắt hoa quả đấy này. Nằm đấy đỡ tiệm con Linh thôi mọi người. Chắc là vậy. Sáng giờ nôn ở gì nhỉ? Ở trong phòng này. Đấy. Mặt tại đêm nóng rẹt, mua toàn như vậy. Chị ơi, hoa quả đấy. Em trai cắt hoa quả này, mua thuốc này, su mù sứa này, nằm ngủ sốt các bạn ạ. Cái này là sốt rét đang bị dịch ấy. Bị dịch. Ở đây là đang dịch sốt rét. Ở trong nhà là ai cũng bị ốm nha mọi người. Lúc tôi thấy mua thau cái thau nôn hết ra đây. Chiều đi khám. Chiều đưa đi Hoàng Bu khám. Đi ra anh không? Hả? Đi Hoàng Bu khám nhỉ? Đi ra đi. Nhưng mà đi Hoàng Bu. Đi thành phố ấy. Chiều về đi à? Chiều đi khám nhỉ? Bà 4 giờ sáng lau rúng người luôn, rúng dương. Thôi, để cho Nhật Lễ nghỉ ngơi nha mọi người. Đấy, vali thì xếp đầy đủ gọn gàng rồi. Mà bây giờ lại không về được. Và đặc biệt là chắc là chờ luôn nhỉ, chờ có cô giáo sang cô giáo từ Việt Nam qua các bạn ạ. Đấy, qua thăm chơi với là anh em Team Châu Phi với người dân ở đây. Đấy, cô giáo bảo vệ cô giáo sáng ngày dây luôn. Thì cô giáo bảo là bí mật với Nam. Đấy, bí mật với Nam sang bất ngờ đấy. Cô giáo là 31 này qua thì mùng 1 là tầm đó, đó là ngày kia. Và ngày hôm nay là anh em mình phải đưa Nam lên Luanda. Đấy, đưa Nam đi Luanda để ra sân bay đón cô giáo. Đấy, đáng lẽ hôm nay là Nhật Lễ ra sân bay. Là... À đâu, không phải hôm nay là Nhật Lễ với anh Hoàng là đi ra sân bay nha mọi người. Đấy, đi ra sân bay là đi về Việt Nam rồi đón cô giáo về đây luôn. Nhưng mà bây giờ là thôi, tình hình như này, Nhật Lễ sốt như này rồi thì không về được. Thì chắc là phải chờ cô giáo rồi về với cô giáo luôn. Hai anh chị về với cô giáo luôn. Cô giáo sang đây có 15 ngày thôi. Vì thế cũng ra Tết rồi còn gì nữa. Ra Tết về. Đấy. Chị Lễ với là anh Hoàng. 15 này. 15 tháng 2 thì dương. Đấy, cô giáo bảo là sang có 15 ngày. Mà mai ngày kia là mùng 1 rồi. Đấy, 15 tháng 2. 15 tháng 2 là 15 ngày đúng, tròn 15 ngày luôn là cô giáo sẽ về để dạy. Đấy, tí nữa không biết là bảo Nam như thế nào để Nam đi nhỉ. Tại vì bây giờ kế hoạch là đúng bất rồi. Ngờ là không bất ngờ được nữa rồi. Đúng rồi. Đáng lẽ Nhật Lễ với anh Hoàng đấy đó đang có lý do là bảo Nam đi cùng để đưa ra sân bay đúng không? Tiến anh Hoàng và chị Lễ về. Nhưng bây giờ ốm như này rồi, bây giờ rủ Nam đi Luanda làm cái gì đây, ra sân bay làm cái gì. Đấy, Nam nó biết ngay. Bây giờ không bất ngờ được nữa rồi. Tí nữa phải nói thẳng với Nam luôn. Rồi tự tạo bất ngờ lại cho cô giáo. À đúng rồi, gọi cho Quế Anh. Bảo bây giờ em sắp xếp như thế nào chứ đây là kế hoạch này là của cô giáo nhau. Vâng, toán rồi. Đây, gọi nhá. Đây, gọi này. Năm nay mình về Nhật Lễ để đặt tiền đi Quang Linh. Alo ạ. Dạ. Cô giáo à? Dạ. Anh Bảo này. Em đây.
Bây giờ Nhật Lệ sốt ốm như này rồi không đi được cái này. Sốt sốt rét đấy. Sốt rét lúc đêm giờ. Chị Lệ ốm đây, Quỳnh ạ. Bây giờ kế hoạch làm sao mà đưa Nam ra ngoài sân bay được đây? Anh nhiều ý tưởng hơn em mà. Anh làm sao mà biết được bây giờ chị Lệ với anh Hoàng là phải đi ra sân bay đúng không? Phải có lý do. Thì mình mới bảo là Nam đi Tiến hay anh chỉ về được. Thì bây giờ Nhật Lệ không đi được thì phải kiểu là mình nói hủy vé thôi, hủy vé Nhật Lệ. Thì bây giờ đưa Nam đi kiểu gì để đón em đây. Lúc nãy Nam bảo em là chắc là Nam không đưa chị Lệ với anh Hoàng đi được, tại vì là còn phải ở lại làm video thứ để đăng lên. Thế em mà em cũng chưa biết bảo như thế nào. Thế thì toang rồi. Thì rủ Nam đi quay video đi luôn đa kiểu gì đấy nhỉ? Đi mua bò. Đi mua gì nhỉ? Phải đi mua gì đấy? Hả? Phải đi mua gì? Thế thì toang rồi. Phải mua gì mà là tưởng là chị Lệ với anh Hoàng đi được, chứ bây giờ không đi được thì không có lý do để mà rủ Nam đi. Chả lẽ nói em sang? Thế có được không? Em bảo Nam là gần Tết em mới sang thôi, là tuần sau ấy, chứ em cũng chưa nói là mai em bay luôn. Thế bây giờ làm sao bất ngờ được? cứ giấu đi, mình bảo với Nam là lên Luanda mua đồ. Lên Luanda, bảo Nam à? Mua đồ, mua Nam đồ. Nó nghi, nó biết đi. Không, mua đồ ấy, không Nam biết đâu. Mình giấu, đang giấu mà. Không biết đâu anh ạ, không biết anh không đâu. Biết à? Em bảo mẹ em phối kết hợp với em là không biết đâu. Thế để ấy, để anh rủ Nam có thử xem như nào nhá. Tí nữa anh rủ anh có gì anh điển sau. Vâng, ok, chị Lệ với anh Hoàng thì không đi được đấy nhá. Vâng ạ. Ok. Bây giờ là đi là rủ Nam. Rủ Nam đi luôn đã. Đấy. Đi mua gì? Với quan trọng. Về trong Tết. Thì Nam biết anh với chị Lệ là không về đúng không? Yeah. Đấy thì mình mới tổ chức Tết được ở bên này. Yeah. Thì mình bảo đảm là mình đi mua đồ thật Tết. Đi mua đồ trang trí. Đi ra sân bay làm gì? Đáng biết đâu sân bay đâu. À, thì phải đi ra sân bay chứ sao? Đấy. Đi đâu đón ai đây mới quan trọng. Tự nhiên là rủ Nam lên Luanda rồi sau là rủ nó ra sân bay. Nó biết chứ sao? Ai ở ngoài sân bay rồi mà đi ra sân bay quay làm cái gì ngoài ấy? Chắc là nói Nam thôi. Nói với Nam không, để Nam chuẩn bị tinh thần mua hoa hiệp cái gì đón đàng hoàng. Còn hơn là bất ngờ. Hay là mình bảo Nam, nhưng mà mình lừa quỷ anh lần nào không lên được. Đúng. Được. Thế thì được. Đến là sân bay rồi mình bảo Nam đi được. Anh đón trốn ngoài xe. Bắt đầu hoa. Mua hoa nhá. Là bắt đầu. Không có cái thắng. Cái lực mà mở cục lấy này, Nam ngồi trong để cái hoa này. Là tạo bất ngờ cho quý anh. Đấy, kịch bản bây giờ thay đổi liên tục nha mọi người. Bây giờ phải thay đổi như thế thôi. Để tí nữa đi ra ngoài này rủ Nam để đi luôn đã. Đấy. Được. Làm gì đây? Là bây giờ đi đâu ăn? Thì đi luôn ra quay video hả? Dạ. Đi luôn ra quay video nhỉ? Quay video gì? Quay mua một cái đồ Tết này. Về mấy anh em sắm sửa Tết này. Tết luôn ra. Để co Tết này. Chỉ là làm xong mấy anh em ra đi. Để là xong video. Giờ đi luôn này. Tầm tiếng nữa. Một tiếng nữa anh em ta đi. Làm cứ làm. Ok nha mọi người. Đấy, thì tình hình là như lúc này là mình có bảo với Nam ấy là sẽ rủ Nam đi lên Luanda để mua ít đồ trang trí Tết để về lên Luanda quay phim luôn. Đấy. Thì cũng đã rủ được anh đi rồi. Bây giờ không biết là rủ anh ra sân bay làm gì đây đấy. Mọi người cùng chờ đón nha. Chứ bây giờ thực chất là anh em mình cũng khá là mệt, tại vì cũng mới đi Luanda về đây. Cũng mới đi mới về hôm qua đây luôn. Hôm nay lại đi tiếp. Úi giời. Đúng thật là
Mệt, nhưng mà bây giờ phải đi đón người thôi. Cuối anh sang như thế thì anh em cũng kiểu là vui khi mà được có người Việt Nam qua để thăm anh em mà cũng như là thăm bà con, và cũng là một hot TikToker đấy, cũng khá là nổi tiếng trên mạng. Thì bây giờ anh em phải tiếp đón thôi. Cái đó là cũng tùy thuộc vào Nam đấy, Nam tự tự tiếp đón. Ok, thì thôi bây giờ anh em sẽ soạn quần áo rồi là đi. Đấy, mọi người cùng chờ đón video ngày mai là đi ra sân bay, đưa Nam ra sân bay để làm sao mà Nam không nghi ngờ là quý anh sang. Ok, tạo bất ngờ các bạn. Nhưng mà hôm nay đáng lẽ là nếu mà đúng bài bản là Nhật Lệ với là anh Hoàng đi ra sân bay đấy, đưa hai anh chị ra sân bay trong nhá, là bắt đầu là anh em sẽ đón quý anh luôn đấy, có thể là tạo bất ngờ cho Nam các kiểu. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ là Nam cũng sẽ, nếu mà rủ Nam ra sân bay thì Nam cũng sẽ biết là ra sân bay để đón quý anh. Nhưng mà thôi cứ quay video thôi nha mọi người. Ok, chào tất cả mọi người nhá.